xa xíu. Chỗ này quay xíu xíu rồi còn có tiếng không mọi mấy lần mà uống bia, mấy uống bia chạy trễ qua đây là không còn thấy, lúc đó là đi gửi xe rồi. Cỡ 6 giờ là hết. Giờ mua mò nhiều lắm, mua mò nhậu chứ mò ăn cơm. Dạ. Mấy cái người mua đồ ăn cơm đó là coi trên mạng đó rồi chạy lại mua đồ ăn gì cơm. Bánh mì xa xíu. Cái hộp ta lâu xa xíu. Cái hộp ta xa xíu của tụi nào. Chà chứ. Đây các bạn. Bánh mì 15.000 nha các bạn. Đây xa xíu. Đây rất là nhiều bạn. Chỗ này là chỗ bên đường bệnh viện gần chỗ Thị Thần Tôn bạn. Chỗ này là bán xa xíu rẻ và còn quay lại nhất cầu một ngày nào mua không chờ bủ trời mới có để ăn. Xíu có sữa rồi. Ngon lắm các bạn. Đảm bảo